con đồng ý với chuyện phát triển vườn dược liệu của bố. Nhưng không phải là bây giờ. Chúng ta đang cạn tiền rồi bố ạ. Thôi được rồi. Trước hết, con hãy đọc lại bản kế hoạch này của cái Minh đi. Con là người có kinh nghiệm và có cái nhìn độc đáo. Bố tin là con sẽ thích bản kế hoạch này. Còn nếu như con vẫn thấy không đáng để đầu tư, bố sẽ bỏ tiền túi ra để cho Minh nó làm. Buông ra! Mày muốn gì? Ai cho mày đưa chuyện về Châu như thế hả? Hả? Thế là việc của tao với Châu, không liên quan đến mày nhá. Bất cứ ai động đến Châu đều là việc của tao hết. Tao nhắc lại một lần nữa, cấm mày động đến Châu, dù là lời nói, hành động hay cả cái suy nghĩ bẩn thỉu của mày, nhớ chưa? Cái loại vô gia cư, đỉa bám chân hạc như mày, tư cách gì mà lên giọng với tao? Tao lên giọng với tất cả những ai động đến Châu. Còn mày, nếu như mày còn dở trò đổi bài, đưa chuyện về Châu, thì tất cả những gì hay ho nhất của bố mày, tao sẽ cho phơi bày hết. Nhớ nhá. Phải là một người phụ nữ tuyệt vời như cô thì mới có thể sinh ra được người con đặc biệt như em Minh đây ạ. Người đâu mà bên ngoài thì đẹp trai, bên trong lại nhiều tiền mà lại nói những câu sâu sắc thế nhỉ? Mẹ ưng lắm con ạ. Chị ơi! Ê, con đây. Chào em. Là anh ạ. Chào anh rể đi con. Chào cả nhà. Ôi Phúc!